bữa sáng hôm nay thịnh soạn thế này ý hả mẹ? Ơ bà, hôm nay nhà mình ăn có ạ. Sao nhiều món thế hả bà? Nhiều món thế hả mẹ? Ừ. Nhà mình ăn sáng buffet luôn hả bố mẹ? Toàn món thích luôn này. Mà mẹ cho cả nhà gặm chân gà buổi sáng luôn. Món sở trường của con đấy. Mẹ chỉ lo nốt sáng nay thôi nhá. Còn sáng mai hai anh chị tự lo lấy. Không không nhá. Nốt là nốt thế nào? Con không biết nhá. Bao giờ con thèm phở gà là con về từ đêm hôm trước luôn. Nhưng mà tôi đâu có tiếp anh. Không, không tiếp cũng phải tiếp. Chú Thành nào? Ông đó. Cái này phần chú từ hôm qua này. Đen đen. Lại quài đó chú à. Bạn thân nhất của Long đấy mẹ. Ui ôi. Cô chia tay hoành tráng thế nhỉ? Sáng nay anh với Thành xin đi làm muộn để phụ cô chú dọn nhà. Cần gì thì ới. Dạ. Có nhiều đồ không để anh mượn cho cái bán tải? Thôi, em cảm ơn nhưng mà chắc là chưa cần đâu. Vợ chồng em hôm nay chắc là chuyển trước quần áo. Còn đồ đạc thì vẫn phải thêm chuyến nữa. Thế là chú Danh mà dọn đi rồi ấy, Long là được tiếp quản cái phòng đấy nhá. Sướng nhá. Nhất không? Nhưng mà con có sướng. Nhưng mà lại hơi hơi buồn. Úi dồi. Là như thế nào hả ông? À như thế thì thế là thế nào? À thế thì người ta mới gọi là, người ta gọi là vui buồn lẫn lộn. Đúng rồi, ông bảo là buồn vui lẫn lộn. Nào thôi cả nhà mình ăn sáng đi nào. Ăn đi. Sáng nay cô Long thích ăn gì để bà làm nào? Để bà lấy bánh giò ạ. Thưa cả nhà mình, không có vài lời muốn nói ạ. Rồi, các anh các chị nghe em nào. Con nói đi. Con xin phép bố, mẹ cho vợ chồng con ở lại nhà mình có được không ạ? Gì đây? Thế là thế nào? Nghĩa là hai vợ chồng vẫn chưa bàn bạc thống nhất với nhau đúng không? Vợ chú quay xe của này là hơi bị gắt đấy nhá. Trong anh, thế là em nói đùa hay nói thật đấy? Chị nhìn mặt em là thật hay đùa? Con xin phép bố mẹ cho vợ chồng con nói chuyện riêng một lúc. Ra đây anh bảo.